Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin thị trường ngày 8 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công xưởng sản xuất rượu giả do Phạm Đình Hạnh 41 tuổi quê ở Thanh Hóa cầm đầu. Lực lượng trinh sát bắt quả tang Hạnh đang giao cho khách 39 chai rượu ngoại hiệu Chivas và Hennessy giả. Kiểm tra nhà của đối tượng phát hiện số lượng lớn rượu thành phẩm, tem nhãn và hộp rượu ngoại các loại. Hạnh khai nhận đã mua rượu vodka của Hà Nội về pha theo công thức 4 chai rượu vodka Hà Nội với 1 chai rượu thật cùng hóa chất tạo màu, hương liệu để cho ra 5 chai rượu ngoại, tiếp đó là dán tem rồi bán ra thị trường. Cũng liên quan đến hàng lậu, Công an thành phố Lào Cai vừa phát hiện và bắt giữ 550 kg trứng non không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 24C10195 do Trịnh Thế Sơn sinh năm 1993, thường trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng xốp, bên trong là trứng gà non đã bốc mùi hôi thối. Sơn khai nhận được một người tên là Kiên, sinh năm 1989, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, thuê vận chuyển từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang triệu tập chủ lô hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiệp hội Phát triển Cá Nước Lạnh tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện người nuôi cá tầm ở Đà Lạt và một số nơi ở tỉnh Lâm Đồng đang phải cạnh tranh với cá tầm nhập ngoại có giá bán rẻ hơn rất nhiều. Hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 700 tấn cá tầm của các trang trại không thể xuất bán. Bên cạnh nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì nguyên nhân chính vẫn là thị trường xuất hiện cá tầm của Trung Quốc có giá chỉ khoảng 125.000 đồng một kg so với giá bán sỉ của cá tầm Đà Lạt là 160.000 đồng một kg. Phần lớn cá tầm nhập từ Trung Quốc thông qua đường tiểu ngạch nên không qua kiểm dịch. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thì Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã trồng 27.000 cây lan hồ điệp cung ứng cho người tiêu dùng tại địa phương cũng như là các tỉnh lân cận. Lan được trồng tại đèo Sa Mù, huyện Hướng Hóa đang phát triển tốt, cây bắt đầu ra hoa để kịp cung ứng ra thị trường. Lan hồ điệp được trung tâm trồng có 7 màu, gồm trắng, đỏ phượng hoàng, đỏ tím, vàng, hồng, trắng nhụy tím, trắng chấm đỏ. Từ khi trồng đến ra hoa từ 20 đến 22 tháng. Ngoài ra, Tết này thì trung tâm còn trồng thêm các loại hoa khác như là cát tường, hồng môn, lily và tulip. Dự kiến ngày 15 tháng 12 âm lịch, số hoa này sẽ được bán ra thị trường. Bưởi Đoan Hùng Phú Thọ cũng là một đặc sản tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quá trình chăm sóc nên năm nay, mặc dù thời tiết bất lợi nhưng bưởi Đoan Hùng vẫn đảm bảo được năng suất, chất lượng và mẫu mã. Tại các vùng trồng bưởi thì bà con đang khẩn trương thu hoạch và bảo quản bưởi, sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Vườn bưởi Sửu 20 năm tuổi của gia đình ông Đại năm nay cho thu hoạch hơn 3.000 quả. Giá bán từ 55 đến 70.000 đồng một quả. Tất cả đều được dán tem truy xuất nguồn gốc và được bảo quản theo cách truyền thống là lót lá chuối khô để giúp bưởi giữ được màu và tươi lâu. Nói chung là không phải năm nay và tất cả những mọi năm là cái sản phẩm bưởi Sửu Chí Đám là bà con rất phấn khởi bởi vì vừa được mùa mà cũng lại còn được giá nữa. Toàn vùng bưởi đặc sản Đoan Hùng có gần 1.400 hectare bưởi. Trong đó bưởi Sửu Chí Đám chiếm diện tích gần 540 ha. Bưởi Sửu nổi tiếng cả nước bởi hương vị thơm ngon, vị đậm và mọng nước. Đây cũng là loại cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Là về chất lượng của bưởi Sửu đặc sản chúng tôi năm nay vẫn giữ được đúng cái chất lượng của nó. Hai nữa là để khách hàng nhận biết được cái bưởi Sửu là chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên trong hợp tác xã phải dán tem truy xuất hàng hóa. Chúng tôi cũng đã thu thập được số lượng lớn của các vườn bưởi già lâu năm để có thể phục vụ tốt nhất cho bà con. Và chúng tôi cũng có cả bao bì sản phẩm, các hộp thùng đóng gói để khách hàng muốn làm quà thì nhìn nó sẽ rất là sang trọng và lịch sự. Tết Nguyên đán đang đến gần trong niềm vui của những người trồng bưởi đất Đoan Hùng. Bởi công sức một năm qua của họ đã cho thành quả. Chương trình phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng trong những năm vừa qua đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.